Hello, hello anh em. Thì hiện tại bên mình đang vừa bắt đầu tải để nhộm màu xám khối cho bạn khách này. Thì để tải màu xám khối thì thông thường thì mình phải tải 2 lần. Xong rồi mình mới bắt đầu nhộm màu. Thì mình tải 2 lần thì tất nhiên thì nó cũng sẽ có chút rác. Nhưng mà nếu mà mình tải 2 lần thì anh em tụi mình sẽ cố gắng tải cách chân, cách da đầu, hạn chế vào da đầu nhất để cho nó hạn chế sót, hạn chế rác. Thông thường thì cái màu xám khối cũng là cái màu mà anh em lần đầu tiên chơi trải nghiệm màu tải thì hướng tới màu xám khối nhiều nhất. Bởi vì màu xám khối nghe nó thông dụng. Thì mọi người màu này á thì bình thường nhộm xong thì anh em hạn chế gội đầu khoảng 2-3 ngày gội một lần thì càng tốt, để cho nó đỡ trâu màu, anh em chơi được lâu hơn. Thông thường anh em cố giữ để màu nó bày thì anh em chơi được khoảng 2 tuần. Với lại màu này thì càng trầm, mấy cái màu tải thì mấy anh em nhộm càng trầm á thì nó sẽ càng bền màu, càng lâu phai hơn. Sau khoảng nửa tháng tới một tháng gì đó thì màu nó trâu gần hết, thì nó ra một cái này màu nâu á, màu nâu trầm trầm á, thì anh em có thể nhộm lại màu này hoặc là nhộm bất cứ một màu nào đó, thì nó đã có sẵn nền rồi, anh em chỉ cần nhộm trực tiếp trên cái nền tải này luôn là được rồi. Mấy giờ rồi ta? 4:05. Từ từ để coi có hỏi gì không.